Chào mừng quý phụ huynh các em học sinh đến với kênh 123 Học Tốt. Quý phụ huynh học sinh và các em hãy bấm vào nút đăng ký dưới video, bấm vào chuông để nhận thông báo về những bài giảng mới nhất của cô giáo nhé. Video ngày hôm nay thì cô giáo sẽ hướng dẫn cho các con học sinh lớp 4, chúng ta sẽ ôn tập ở từ học môn toán. Bài ôn tập ngày hôm nay các con chúng ta sẽ thực hiện 4 bài tập. Bài tập 1, đặt tính đồ tính, giúp cho các con chúng ta thực hiện ôn tập củng cố về các cái phép tính cộng, trừ, nhân, chia các số tự nhiên. Bài tập thứ 2, các con chúng ta sẽ thực hiện tính giá trị của biểu thức và chúng ta sẽ lựa chọn cách tính bằng cách thuận tiện nhất. Bài tập số 3, các con chúng ta sẽ giải bài toán có lời văn. Và bài tập số 4 cũng là một bài toán giải có lời văn. Các con chúng ta hãy ghi chép các cái bài tập vào trong sổ trắng, sau đó hãy suy nghĩ và làm bài. Thời gian làm bài của các con khoảng từ 40 đến 60 phút nhé. Sau khi các con chúng ta làm bài xong rồi, để kiểm tra kết quả làm bài của mình thì các con tiếp tục mở video theo dõi cái phần hướng dẫn làm bài và đáp án của cô ở phần sau. Những bạn nào mà chúng ta cảm thấy là bối rối, không biết cách giải một bài nào đó thì các con mở cái phần hướng dẫn của cô ở phía sau để chúng ta tham khảo và làm bài nhé. Sau đây thì cô mời các con chúng ta cùng cô thực hiện kiểm tra đáp án và thực hiện bài tập số 1. Sau đây là hướng dẫn làm bài và đáp án của bài 1. Bài 1, đặt tính đổi tính. Bài 1 các con chúng ta thực hiện 2 bước. Bước 1 các con đặt tính theo cột dọc và bước 2 các con tính kết quả. Ý A, 72.356 cộng 9.345. Các con đặt tính theo cột dọc như sau. Sau khi đặt tính theo cột dọc xong, các con chúng ta thực hiện tính theo thứ tự từ phải sang trái, từ trên xuống dưới. Chúng ta bắt đầu tính. 6 cộng 5 bằng 11, viết 1 nhớ 1. 5 cộng 4 bằng 9, thêm 1 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 3 cộng 3 bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết 7. 2 cộng 9 bằng 11, viết 1 nhớ 1. 7 thêm 1 bằng 8, viết 8. Chúng ta được 81.701. Mời các con chúng ta thực hiện ý B. Chúng ta đặt tính theo cột dọc. Lưu ý khi đặt tính các con đặt sao cho các hàng thẳng với các hàng. Phép trừ chúng ta thực hiện theo thứ tự từ phải sang trái, từ trên xuống dưới. 2 không trừ được cho 9, lấy 12 trừ đi 9 được 3, viết 3 nhớ 1. Chúng ta sẽ trả cái phần mượn vào số trừ tiếp theo. 8 thêm 1 bằng 9, 0 không trừ cho 9, lấy 10 trừ đi 9 được 1, viết 1 nhớ 1. 1 thêm 1 bằng 2, 2 trừ 2 bằng 0, viết 0. 8 trừ 1 bằng 7, viết 7. 3 trừ 1 bằng 2, viết 2. Chúng ta được 27.013. Mời các con chúng ta tiếp tục thực hiện ý C. Ý C, 21.635 nhân 217. Chúng ta đặt tính theo cột dọc. Thực hiện nhân theo thứ tự từ phải sang trái, từ dưới lên trên. Bắt đầu nhân từ hàng đơn vị. 7 nhân 5 bằng 35, viết 5 nhớ 3. 7 x 3 21, thêm 3 bằng 24, viết 4 nhớ 2. 7 x 6 bằng 42, thêm 2 bằng 44, viết 4 nhớ 4. 7 x 1 bằng 7, nhớ thêm 4 bằng 11, viết 1 nhớ 1. 7 x 2 bằng 14, nhớ 1 bằng 15, viết 15. Nhân sang hàng chục, 1 x 5 bằng 5, viết 5 thẳng số 1. 1 x 3 bằng 3, 1 x 6 bằng 6, 1 x 1 bằng 1, 1 x 2 bằng 2. Chúng ta nhân sang hàng trăm. 2 x 5 bằng 10, viết 0 nhớ 1, viết số 0 thẳng số 2. 2 x 3 bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết 7. 2 x 6 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 2 x 1 bằng 2, thêm 1 bằng 3, viết 3. 2 x 2 bằng 4, viết 4. Chúng ta thực hiện cộng 3 tích lại để được tích cuối cùng. 5 hạ 5. 4 cộng 5 bằng 9, viết 9. 4 cộng 3 bằng 7, viết 7. 1 cộng 6 bằng 7,
cộng với 7 bằng 10. 4 viết 4 nhớ 1. 5 thêm 1 bằng 6, cộng 1 bằng 17, cộng 2. Cộng 1 bằng 7, cộng 2 bằng 9, viết 9. 1 cộng 2 bằng 3, cộng 3 bằng 6, viết 6. 4 hạ 4. Chúng ta được kết quả cuối cùng 4.694.795. Ý D. 2.688 chia 27. Ta đặt tính theo cột dọc. Thực hiện phép chia, chúng ta thực hiện chia theo thứ tự từ trái sang phải. Đây là chia số có 4 chữ số cho số có 2 chữ số. Chúng ta lấy 2 chữ số để chia. Lấy 26 chia cho 27 không được. Lấy thêm số 8 nữa là 268 chia 27. Chúng ta sẽ thực hiện nhẩm để tìm thương. Ở đây chúng ta sẽ nhẩm mà lấy 20. Ta nhẩm chia cho 2 thì được 9. Ta lấy số tròn, tròn trục để chúng ta nhẩm. Chúng ta lẽ ra lấy 26, ta nhẩm chia cho 2, nhưng mà chúng ta sẽ lấy tròn là 2 trục chia cho 2 thì được khoảng 9. Nhân lên để trừ đi tìm số dư. 9 x 7 63. Lấy 68 trừ 63 còn 5, nhớ 6. 9 x 2 = 18, nhớ 6 bằng 24. 26 trừ 24 còn 2. Lần chia thứ nhất 268 chia 27 được 9 dư 25. Hạ 8 được 258 chia cho 27. Ta lại nhẩm ước lượng thương, lấy 2 chục nhẩm chia cho 2 được 9. 9 7 63. 68 trừ 63 được 5, viết 5 nhớ 6. 9 x 2 = 18, nhớ 6 bằng 24. 25 trừ 24 còn 1. Như vậy lần chia thứ hai 258 chia 27 được 9 và dư 15. Phép chia 2688 chia 27 được 99 và dư 15. Vừa rồi chúng ta vừa thực hiện xong bài tập số 1. Các con chúng ta kiểm tra kết quả xem là chúng ta đã làm đúng được hết các cái bài tính hay chưa. Bạn nào chúng ta làm bài chưa đúng thì chúng ta hãy sửa lại cho đúng nhé. Mời các con chúng ta cùng cô chúng ta thực hiện bài tập số 2. Bài 2, tính bằng cách thuận tiện nhất. Đây là một bài tính giá trị của biểu thức và yêu cầu chúng ta tính bằng cách thuận tiện nhất. Vậy thì các con chúng ta hãy quan sát kỹ từng biểu thức, xem trong biểu thức chúng ta có những phép tính gì và chúng ta tìm cách để chúng ta thực hiện tính sao cho nó nhanh và đúng. Ý A, 144 × 3573 trừ 44 × 3573. Biểu thức này có phép tính nhân và phép tính trừ. Chúng ta thấy có hai con số giống nhau, 3573. Vậy chúng ta có thể đưa về dạng một hiệu nhân với một số hoặc một số nhân với một hiệu, vì trong phép và trong biểu thức có phép nhân và phép trừ. Vậy thì biểu thức này chúng ta sẽ đưa về dạng một hiệu nhân với một số. Chúng ta sẽ có 144 − 44 là một hiệu, ta nhân với 3573. Lúc này ta đã đưa về biểu thức có dấu ngoặc. Ta thực hiện trong ngoặc trước. 144 − 44 ta nhẩm được bằng 100 và nhân với 3573. Đây là một số chuẩn trăm nhân với một số, hoặc là một số nhân với số chuẩn trăm. Chúng ta sẽ được, ta viết số đó và thêm hai số 0, ta được 357.300. Ý B, 250 nhân với 15 cộng 250 nhân 15 cộng 250 nhân với 35. Đây là biểu thức có phép tính nhân và phép tính cộng. Chúng ta thấy có số 250 được lặp lại 3 lần và cùng nhân với lại các số là 15, 50 và 35. Và chúng ta sẽ đưa về dạng một số nhân với một tổng. Ta sẽ trình bày bài như sau. Bằng 250 nhân mở ngoặc 15 cộng 35 cộng 50 đóng ngoặc.
Đây là biểu thức có chữ dấu ngoặc, ta thực hiện phép tính trong ngoặc trước. 15 cộng 35 cộng 50 sẽ bằng 100. Chúng ta sẽ viết 250 nhân với 100. Và kết quả cuối cùng của chúng ta sẽ bằng 25.000. Bài tập số 2 chúng ta vừa thực hiện. Chúng ta đã đưa nó về cái dạng biểu thức có dấu ngoặc, dạng toán, dạng biểu thức là một hiệu nhân với một số và một số nhân với một tổng. Những bạn chúng ta đã làm bài xong rồi, chúng ta kiểm tra xem là kết quả của mình và cách làm của mình đã đúng chưa. Những bạn nào mà chúng ta chưa thực hiện đúng thì các con chúng ta hãy sửa lại cho đúng nhé. Tiếp theo thì mời các con cùng cô chúng ta tiếp tục kiểm tra bài tập số 3. Bài 3. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 240m, chiều dài hơn chiều rộng 34m. Người ta cấy lúa trên thửa ruộng đó, cứ 11m² thu hoạch được 22kg thóc. Hỏi trên thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu kg thóc? Đây là bài toán giải có lời văn. Để giải được bài toán có lời văn thì các con chúng ta cần đọc kỹ bài toán, xem bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì. Chúng ta hãy phân tích bài toán xem bài toán cho biết gì nhé. Thứ nhất là bài toán cho chúng ta biết là mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 240m. Bài toán cho biết chiều dài hơn chiều rộng 34m. Bài toán cho biết thêm người ta cấy lúa trên thửa ruộng đó cứ 11m² thu hoạch được 22kg thóc. Đó là những chi tiết bài toán cho biết. Bài toán hỏi chúng ta, hỏi trên thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu kg thóc. Vậy thì cái yêu cầu của bài toán là chúng ta phải tìm được xem là thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu kg thóc. Để giải được bài toán này thì các con hãy phân tích bài toán bắt đầu từ câu yêu cầu của bài toán, từ câu hỏi của bài toán. Như vậy thì muốn tìm được số kg thóc, chúng ta sẽ phải làm gì? Đương nhiên chúng ta sẽ phải là lấy diện tích của thửa ruộng đó, chia cho diện tích là cứ 11m², để tìm xem là cái diện tích thửa ruộng gấp cái 11m² bao nhiêu lần, rồi nhân với lại 22kg thóc thì sẽ ra được cái số kg thóc thu hoạch được. Tuy nhiên diện tích của thửa ruộng chưa biết, cho nên chúng ta phải đi tìm. Vậy tìm diện tích của thửa ruộng này bằng cách nào? Đây là diện tích hình chữ nhật, cho nên chúng ta tìm diện tích bằng là lấy chiều dài nhân với chiều rộng. Vậy thì chiều dài và chiều rộng bài toán đã cho biết chưa? Bài toán chưa cho biết chiều dài chiều rộng. Thế thì chúng ta lại phải đi tìm chiều dài và chiều rộng. Dựa vào cái phần bài toán cho biết thì chúng ta thấy được là bài toán đã cho chúng ta biết chu vi của mảnh vườn đó là 240m này, chiều dài hơn chiều rộng 34m. Thế thì tìm chiều dài và chiều rộng này nó lại liên quan đến bài toán là tìm hai số biết tổng và hiệu của hai số đó. Thế thì chúng ta tìm chiều dài và chiều rộng dựa vào dạng toán tìm hai số biết tổng và hiệu của hai số đó. Tuy nhiên thì bài toán lại chưa cho biết tổng của hai số đó. Thế thì chúng ta lại phải đi tìm tổng của hai số, chính là tổng của chiều dài và chiều rộng. Mà tổng của chiều dài và chiều rộng chính là nửa chu vi, cho nên chúng ta dễ dàng tìm được là lấy chu vi chia cho 2 thì sẽ ra được là tổng của hai số đó. Vậy thì từ cái yêu cầu và chúng ta tìm được tổng hai số là nửa chu vi, lấy chu vi chia cho 2 và biết được là hiệu của hai số là chiều dài hơn chiều rộng là 34m, chúng ta dễ dàng tìm được chiều dài. Tìm chiều dài theo công thức số lớn trong bài tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó, ta sẽ lấy tổng, ta cộng với hiệu rồi chia cho 2 sẽ ra được chiều dài. Tiếp theo chúng ta tìm chiều rộng. Tìm chiều rộng thì
theo công thức số bé, lấy tổng trừ đi hiệu chia cho 2. Hoặc chúng ta tìm chiều rộng bằng cách là lấy tổng trừ đi chiều dài chúng ta đã tìm được. Hoặc là chiều rộng chúng ta có thể tìm bằng cách là lấy chiều dài trừ đi hiệu. Như vậy thì khi chúng ta tìm được chiều dài rồi, chúng ta tìm chiều rộng bằng nhiều cách, chúng ta chọn cách nào cũng được. Và sau khi chúng ta đã tìm được chiều dài và chiều rộng rồi, chúng ta sẽ tìm được diện tích và chúng ta sẽ tìm được số kg thóc. Vậy bài toán này chúng ta sẽ thực hiện lần lượt các phép tính như sau. Thứ nhất là tìm nửa chu vi bằng cách lấy chu vi chia 2. Thứ hai là tìm chiều dài theo công thức tìm số lớn của bài toán, tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó. Thứ ba là tìm chiều rộng. Tìm chiều rộng thì bằng nhiều cách như phần vừa nãy cô mới hướng dẫn. Và thứ tư là tìm diện tích. Tìm diện tích xong rồi, chúng ta dễ dàng tìm được số kg thóc bằng cách lấy diện tích chia cho 11 rồi nhân với 22. Vậy thì các con chúng ta đã thực hiện đúng các bước của bài toán chưa? Và chúng ta đã giải được bài toán như thế nào rồi? Cô mời các con chúng ta cùng tham khảo bài giải, bài toán giải cô trình bày. Bài giải, lời giải đầu tiên và phép tính đầu tiên, nửa chu vi hình chữ nhật hay còn gọi là chiều dài và chiều rộng là lấy 240 chia 2 bằng 120 mét. 240 chính là chu vi đấy các con. Chúng ta chia cho 2 thì sẽ ra được nửa chu vi. Mà nửa chu vi của hình chữ nhật chính là chiều dài cộng với chiều rộng. Lời giải thứ hai, phép tính thứ hai, chiều dài mảnh vườn là chúng ta lấy tổng cộng với hiệu chia cho 2 bằng 77 mét. Đó là chiều dài. Phép tính thứ ba là tìm chiều rộng mảnh vườn. Chúng ta sẽ lấy tổng ta trừ đi chiều dài thì ra được chiều rộng. Hoặc các bạn lấy chiều dài trừ đi hiệu là trừ đi 34 thì ra được chiều rộng là 43. Sau khi tìm được chiều dài và chiều rộng rồi, phép tính tiếp theo là diện tích của mảnh vườn. Chúng ta sẽ lấy chiều dài là 77 nhân với chiều rộng 43 bằng 3.311 m2. Sau đó chúng ta sẽ thực hiện tìm số thóc là phép tính cuối cùng. Ta lấy diện tích, ta chia cho 11 để tìm xem là cái diện tích của thửa ruộng nó gấp cái diện tích là 11 mét vuông đó là bao nhiêu lần, rồi nhân với cái số thóc mà 11 mét vuông thu hoạch được sẽ được là 6.622 kg. Cuối cùng đáp số là 6.622 kg. Các con chúng ta đã trình bày và làm bài đúng chưa? Chúc mừng các con chúng ta hoàn thành tốt bài tập số 3 nhé. Những bạn nào chúng ta còn chưa đúng thì các con xem và chúng ta sửa lại cho đúng. Mời các con chúng ta cùng cô thực hiện tiếp bài tập số 4. Bài 4, tìm một số biết số đó chia cho 35, được thương là 126 và số dư là số dư lớn nhất có thể trong phép chia đó. Đọc kỹ bài toán, các con xem bài toán yêu cầu chúng ta làm gì. Yêu cầu chúng ta là tìm một số biết số đó chia cho 35, được thương là 126, có nghĩa là được kết quả là 126, và số dư lớn nhất có thể có trong phép chia đó. Vậy thì bài toán này chúng ta thấy còn ẩn cái phần là số dư lớn nhất có thể có trong phép chia đó. Vậy thì với một phép chia có dư và số chia là 35 thì số dư lớn nhất có thể sẽ là số nào? Số dư lớn nhất có thể luôn luôn số dư nhỏ hơn số chia, mà số dư lớn nhất có thể thì sẽ nhỏ hơn số chia một đơn vị, cho nên chúng ta sẽ lấy 35 trừ 1 sẽ ra được 34 là số dư lớn nhất có thể. Lúc này chúng ta dễ dàng tìm số đó theo cái công thức là tìm số bị chia trong phép chia có dư. Vậy thì muốn tìm số bị chia trong phép chia có dư chúng ta làm như thế nào? Chúng ta sẽ lấy thương nhân với số chia cộng với số dư. Ở đây thương của chúng ta đã có là 126, số chia là 35 và số dư chúng ta tìm được là 34. Như vậy dễ dàng chúng ta có thể tìm được cái số đó. Mời các con chúng ta sẽ cùng cô tham khảo bài trình bày bài giải của cô nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ gọi cái số cần tìm là số bị chia x. Số dư lớn nhất có thể
là 35 trừ đi 1 bằng 34. Theo đề bài thì ta có là x chia 35 bằng 126 và dư 34. À, vậy thì tìm số bị chia, x sẽ bằng là lấy thương nhân số chia và cộng với số dư. Cuối cùng chúng ta có x bằng 4444, đáp số là 4444. Các con chúng ta kiểm tra lại bài của mình xem đã đúng chưa. Chúc mừng các con chúng ta đã hoàn thành tốt và làm đúng các cái bài toán nhé. Bạn nào chúng ta chưa đúng thì các con hãy suy nghĩ xem lại cách hướng dẫn của cô và sửa lại cho đúng nhé. Vừa rồi cô vừa hướng dẫn cho các con chúng ta thực hiện ôn tập làm 4 bài tập. Mong rằng qua việc chúng ta vừa thực hiện 4 bài tập, các con chúng ta sẽ củng cố được kiến thức này, và khắc sâu được kiến thức này, rồi bổ sung được thêm một số kiến thức cho mình tiếp tục hành trang thật là tốt để chúng ta tiếp tục học tốt hơn trong các cái thời gian học tập sắp tới. Cô chúc các con sức khỏe và hẹn gặp lại các con ở những bài giảng sắp tới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.